chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng là toàn bộ đời sống của mình là nó được thiết lập ở trên cái chữ tỷ lệ. Ví dụ như bây giờ mình muốn nấu một nồi canh thì cái tỷ lệ nước, đường, muối nó phải ra sao, rồi một nồi kho dầu cay dầu mặn, nhưng mà đã nói kho thì cái tỷ lệ muối, đường, nước nó phải bao nhiêu. Rồi mình chè, cháo, cơm, bánh, tất thảy đều như vậy hết. Trong diện chế biến thức ăn đó, là cái khái niệm tỷ lệ rất là quan trọng. Chưa hết, tôi nói hơi đợi một chút. Ví dụ như mình thấy tại sao có một thời là phim ảnh Đại Hàn ấy, nó được tuổi trẻ Việt Nam đón nhận rất là nồng nhiệt, là bởi vì ngoài cái tình tiết mà gọi là những cái tình tiết kịch tính hấp dẫn ly kỳ mà phim Hồng Kông, phim Mỹ, phim Việt, phim Thái không đáp ứng được đó. Nó có những cái yếu tố rất là Đại Hàn. Thì nó còn có một cái chuyện nữa là cái trang phục của người Đại Hàn á, không giàu nghèo giàu giàu đi nữa, nhưng mà người Đại Hàn họ coi nặng cái chuyện trang phục dữ lắm. Mà cái trang phục đẹp là gì? Là tỷ lệ đó. Trang phục đẹp là gì? Là vừa vặn. Mà vừa vặn chính là tỷ lệ. Hay nói thế, chỉ vừa vặn hay là ngắn hay là dài, phùng phình hay là chật chội, tất cả đều dù thùng thình ha, hay là chật chội hay là vừa vặn, tất cả đều phải nói đến cái khái niệm gọi là tỷ lệ. Đấy, vậy hồi nãy mới đầu giảng tôi đã nói rồi, nấu ăn, chuyện ăn nè, chuyện mặc, rồi tới chuyện kiến trúc, rồi hội họa, âm nhạc, tất cả đều là tỷ lệ hết, gọi là tỷ lệ vàng. Tất cả chỉ được xem là đạt chuẩn khi mà nó có được cái tỷ lệ vàng giữa các thứ. Rồi thì chưa hết đâu, tới một cái hòn Giả Sơn non bộ đó, một hòn Giả Sơn á, hòn núi núi giả nó chỉ cao có chừng 5-7 tấc, hay là nó cao 1-2 mét, 5-7 mét, nó cũng phải cần đến tỷ lệ. Và tôi nhớ Nguyễn Lê rồi cả cụ Sơn Nam, các cụ đều nói rằng đó là ai mà yêu thiên nhiên, ai mà thích là thăm viếng núi non, kênh rạch sông hồ, đều thấy rằng tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật của con người chỉ là cái trò chơi trẻ con so với thiên nhiên, so với tạo hóa. Bởi vì chúng ta không có tài nào chúng ta làm được một cái ngọn núi nó thật như là thiên nhiên hết. Bởi vì sao? Vì vấn đề tỷ lệ. Dầu mình có chuẩn cách mấy đi nữa thì mình cũng vẫn bị hạn chế trong cái tỷ lệ nha. Khi nó có chuẩn thì chỉ đặt một chút thôi, đặt một chút thôi. Cho nên là cái tỷ lệ mình thấy từ đời sống vật chất này qua tới tinh thần. Mình thấy tinh thần với vật chất nó cũng cần đến một cái tỷ lệ vàng. Rồi cái chuyện mà gọi là thời gian và hoạt động của chúng ta trong ngày cũng phải cần đến một tỷ lệ vàng. Rồi những cái sinh tố của những cái chất hữu cơ, những cái chất vi lượng có trong cơ thể của mình thì nó cũng phải ở cái tỷ lệ vàng. Thì mình mới khỏe được, mình mới khỏe được. Này, cho nên mình thấy bây giờ qua vấn đề tu học cũng vậy, cũng phải có cái tỷ lệ vàng. Cái chữ tỷ lệ rất là quan trọng. Ví dụ như về mặt vật chất, Đức Phật ngài dạy rằng một người cư sĩ mà gọi là thuần thành đấy thì phải chia đều cái tài sản mà mình có được ra làm nhiều phần, tức là trả nợ cũ vay nợ mới, trả nợ cũ mà cho vay nợ mới, không rồi đem luyện bỏ và chôn để dành. Đó là cái thuật ngữ trong kinh nói như vậy, cái cách nói trong kinh như vậy. Trả nợ cũ là sao? Là để báo đáp cha mẹ, thầy tổ, người hữu ân, đó gọi là trả nợ cũ. Một phần tài sản để cho vay nợ mới, có nghĩa là mình giúp đỡ bạn bè, nuôi nấng vợ con, thân quyến trong nhà, đó gọi là cho vay nợ mới. Còn một phần đó là đi luyện bỏ, có nghĩa là cái phần đó là mình xài cho cá nhân ha. Rồi một phần nữa đó là gọi là chôn để dành, chôn giấu để dành, có nghĩa là để làm phước, để lỡ có tắt thở thì kiếp sau mình sanh ra cũng có cái để mình xài, không? Như vậy mình thấy chỉ riêng cái mặt tài sản nó cũng phải có cái tỷ lệ của nó, tỷ lệ vàng. Thì bà con tùy bà con, thì trong kinh nói như vậy thôi,
nhưng mà tùy về cái điều kiện, thì cái suy nghĩ của bà con, thì bà con muốn lập một cái tỷ lệ bao nhiêu thì tùy, thấy không? Nhưng mà căn bản là còn dạy một là cái đời sống vật chất phải có tỷ lệ. Và trong một ngày như vậy bà con thấy là cái muốn một cái cơ thể khỏe mạnh đó, là mình phải sao cái thời gian mà đứng đi nằm ngồi phải được chia đều này, nằm nhiều quá không có tốt, mà đi nhiều quá cũng không tốt, đi ít quá không tốt, mà nằm nhiều quá không tốt, ngồi nhiều quá không tốt, nhớ cái đó nha. Đó, phải có cái tỷ lệ vàng bao nhiêu phần trăm, bách phân thập phân diễm cần biết, nhưng ít ra nó là phải có cái tỷ lệ vàng. Rồi cái thời gian mà trong cuộc đời người, ở trong kinh Pháp Cú, trong chú giải ghi rất rõ, tuổi trẻ biết Phật pháp thì dành 2/3 đó là học, 1/3 là hành. Trung niên á, nửa học nửa hành. Quá tuổi trung niên á, thì 2 hành 1 học, mà những ngày tháng cuối đời đó là 100% cho cái hành, phải không? Mình thấy đó là tỷ lệ chứ gì nữa, đó là tỷ lệ nha. 1/3, 2/3 là đều là tỷ lệ hết rồi. Như vậy rồi chưa hết, qua đến cái chuyện tu tập, tu tập thiền chỉ thiền quán, phải không? Thì mình thấy rằng đó là trong bài giảng ngày hôm qua cho lớp intensive, tôi có nói tùy thuộc vào cái chuyện gia giảm, gia giảm thiện ác ở trong cái tâm thức của mình, mà các chúng sanh tự khu biệt, tự khu biệt, tự phân loại mình vào cái cảnh giới nào, vào cái chủng loại nào, không? Chúng sanh đó thì có hạn là ác nhiều hơn thiện, có hạn thì thiện nhiều hơn ác, rồi có hạn thiện ác bằng nhau, có nghĩa là có dịp thì cũng tu dữ dội, mà có dịp thì cũng ác tới trời, không? Ác tày đình tày liếp, không? Rồi chưa hết, nó còn cái tỷ lệ nữa, chúng sanh mà trong cái cuộc đời đó mà thời gian mà hưởng dụng nhiều quá, không? Mà thời gian cho thiền định ít quá, thì chúng sanh đó là phải về cõi dục. Mà cái thời gian mà mình dành để mà ly dục, để thiền định nó nhiều, đặc biệt cái ly dục đây phải nó rõ là phải từ sơ thì trở lên nha, chứ còn đừng tưởng ly dục như kiểu hiểu của nhiều người Phật tử. Ly dục có nghĩa là tôi ăn mặc đơn giản, ăn uống đơn giản, nhà cửa đơn giản, xe cộ đơn giản, cái đó chưa chưa tôi phải ly dục, đó là cũng tiếp tục hưởng dục nhưng mà ở một cái cách thức khác, chứ không phải là ly dục. Ly dục có nghĩa là cái lòng nguội lạnh, chán sợ, chán sợ, nguội lạnh đối với các cái gọi là cái khoái lạc vật chất, những gì mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, đó, cái đó mới là ly dục. Mà cái chán đây là xuất phát từ cái chuyện mình hiểu mình chán, chứ không phải là do mình đang sốc, đang buồn, đang bị bệnh rồi cái mình chán, mình không thiết tha gì hết, mình tưởng đó là ly dục, cái đó không có nha, cái đó là ly dị chứ không phải ly dục nha, nhớ cái đó. Nhiều người Phật tử họ gặp tôi khi tôi giảng về cái chữ ly dục, có cái họ nói con vậy là con suy nói giờ cũng chịu đó, con bao bao nhiêu năm nay từ hồi lấy bả tới giờ con đúng là ly dục đó. Ăn mặc gì là bả sắm hết, bả cho mặc gì mặc nấy, ăn cho ăn gì ăn đó, đi làm có lương về giao cho bả, ngay cả đi du lịch mà chọn chỗ để đi bả cũng chọn, rồi về cái hạng vé, vé nào vé commercial, vé business, vé economy hoàn toàn là bả tính hết đó. Nói chung là con chỉ biết đó là chỉ cần mà bả la vợ kêu lên lên tiếng gọi thì bẩm bà con đây đó, thì họ nói cái kiểu mà thằng ông vậy là dạng ly dục này. Không phải, ly dục đây có nghĩa là do nhận thức cái mặt trái, cái tội khổ của năm dục, mà chán, mà sợ, mà buông rồi sao nữa, buông mà chuyên tâm thiền định, tối thiểu là cận định, không, trở lên, thì mới gọi là ly dục. Chứ còn mà mình trên hình thức thấy mình đơn giản, thậm chí kiêng khem, không, gọi là coi như là ăn kiêng ăn đại ác, cái đó không phải là ly dục, nhớ nha. Như vậy tôi trở lại cái chữ tỷ lệ, có nghĩa là một cái đời sống hoàn hảo, có nghĩa là đời sống có tổ chức theo cái tỷ lệ vàng giữa các hoạt động, giữa cái gọi là thời gian nè, hoạt động nè, tư thế sinh hoạt nè, rồi thức ăn thức uống nè, cả cái dưỡng chất ở trong cơ thể của mình nè, tất cả đều phải đặt đến cái gọi là tỷ lệ vàng. Đây, nhớ là trong chuyện tu học cũng vậy, cái người sau một ngày như vậy, cái thời gian mà họ dành cho đời sống tâm linh tinh thần là bao nhiêu, mà dành thời giờ cho ba cái cơm gạo áo tiền là bao nhiêu, để được gọi là tỷ lệ vàng của một người Phật tử cư sĩ. Còn đối với tăng ni
thì cái tỷ lệ vàng ấy, cái chuẩn mực gọi là từ tỷ lệ vàng ấy phải khác đi, phải khác đi, phải khác. Bởi vì quý vị còn phải đi làm để các vị nuôi gia đình và nuôi chúng tôi, nuôi cái đám không thấp. Nhưng mà riêng chúng tôi thì được người khác nuôi rồi, cho nên bắt buộc cái thời gian mà gọi là tu học nó bắt buộc nó phải khác quý vị nhiều lắm, khác nhiều lắm. Chúng tôi phải dành nhiều thời gian để mà cho trí văn, trí tư và trí tu. Tệ đó, mà không có trí tu đó thì cũng phải có trí văn và trí tư, à, tệ đó. Ừ. Đó là gọi là tỷ lệ vàng. Và chưa hết đâu. Về qua trong cái hành trình giới định tuệ cũng vậy. Hành trình giới là sao? Giới học á, cái giai đoạn giới học là sao? Giới học có nghĩa là trong một ngày của mình ấy, trong một giờ của mình ấy, à, mà cái thân nghiệp, khẩu thị nghiệp bất thiện ấy, nó nhiều hay là nó ít so với thân nghiệp, khẩu nghiệp mà hiền thiện. Một cái người mà trong mỗi giờ đồng hồ mà thất nghiệp, khẩu nghiệp, bất thiện nó nhiều hơn, như vậy người này không thành tựu về giới học. À, và qua tới định. Cái người mà năm chi thiền á, thời gian mà sống với năm chi thiền nó ít hơn là sống với năm truyền cái đó. Như vậy người này hỏng về định học. Người mà thành tựu định học là người phải sống nhiều với chi thiền chứ không phải sống nhiều với năm truyền cái. Nhớ nha, đó là tỷ lệ vàng. À, một ngày như vậy mình dành bao nhiêu thời gian mình sống với năm truyền, mình dành bao nhiêu thời gian sống với năm chi thiền. Đấy, rồi qua tới tuệ. À, qua tới tuệ, trong một ngày như vậy đó, ta có bao nhiêu phần trăm thời gian sống nhiều trong cái pháp chân đế và trong pháp tục đế. Chân đế là sao? Chân đế là sống nhiều trong cái sự quan sát 13, 14, 25, không? Thì đó gọi là sống nhiều với chân đế. Còn sống nhiều với tục đế là sao? Ông A, bà B, nhà cửa, tiền bạc, quan hệ xã hội, tình cảm, bạn bè, nam nữ, ân ái, ăn uống, rong chơi, mua sắm, thì đó gọi là tục đế. Trong một ngày như vậy, hành giả sống nhiều với cái pháp chân hay tục đế. Trong một ngày như vậy, hành giả sống nhiều với ái mạn kiến hay là sống nhiều với là chánh niệm và tỉnh giác. Nhớ nha, nó đi từng cặp như vậy. Một ngày trong tuệ quán ấy, một ngày mình sống nhiều với chân hay tục đế, một ngày mình sống nhiều với ái mạn kiến hay là sống với chánh niệm và trí tuệ, rồi chưa, còn nữa, năm quyền tánh tấn niệm định tuệ phải đạt đến cái gọi là tỷ lệ vàng thì mới có thể chứng đạo được. Tức tinh mạnh quá, ái mạnh, ái nó sẽ sanh, không? Mà trí nhiều quá thì tà kiến sẽ sanh hoặc là hoài nghi sanh. À, mà định nhiều quá thì hôn trầm nó sẽ sanh. À, ví dụ như vậy thì coi như là năm quyền phải được quân bình ở tỷ lệ vàng thì mới chứng đạo được. Đấy. Và đó là như vậy, mình mới là mình sơ 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 rồi, mình điểm nhẹ rồi đó, mình nói về cái hành trình tam học. Trong đó ở mỗi giai đoạn giới học, định học và tuệ học thì tất cả các cái thiện pháp phải được thiết lập, xây dựng ở cái là tỷ lệ vàng, phải không? Bây giờ tôi mới nói nhẹ nhẹ nè. Tùy thuộc vào cái căn tánh của chúng sinh mà chúng ta sống nhiều trong thế giới vật chất hay là tâm linh. Đừng có tưởng là mình ngoan đạo, thích học giáo lý, thường xuyên thọ bát quan trai, thường xuyên tham dự khóa thiền, có nghĩa là mình sống nhiều với đời sống tinh thần. Sai. Vì sao? Vì tôi nói rồi, tùy vào căn tánh của mình mà có người này làm các hạnh lành mà với cái ý tái sinh các cõi nhân thiên, được giàu, được đẹp, được sống thọ, được con đàn cháu đóng, quyến thuộc đông đảo. À, có người làm các hạnh lành để cầu chấm dứt sanh tử, chán sợ không muốn hiện hữu nghe. Chứ không phải là nói tu giống nhau. Nói gì thì nói, chứ còn tôi thấy Phật tử mà bưng hai người bưng ôm hai cái bó hoa và cúng Phật là tôi biết chắc 1000% là cái tâm nguyện của hai người này hoàn toàn khác nhau. Mới có hai người thôi đó, chứ đừng có nói mà 10 người, 50 người, không, thắp một cây hương mình liếc mắt qua là biết là cái sở nguyện, cái chí hướng, cái tâm địa của hai người nó không giống nhau. Là vì sao? Là vì nhiều lắm, chúng ta có nhiều cái khác nhau lắm. Cái nền tảng tâm thức mình vốn dĩ đã là nhiều dị biệt rồi,
Có người chán sợ sanh tử, người không chán sợ sanh tử, không, họ sống nhiều với cái gì, không, tới lúc họ làm ác á, họ cũng ác theo cái kiểu rất riêng, mà tới lúc họ hành thiện, họ cũng hành thiện theo cái kiểu rất riêng, nha. Tôi hy vọng tiếng Việt tôi nói các vị hiểu nha. Vừa rồi chúng tôi có một người liên lạc với chúng tôi, họ nói có cần giúp đỡ gì bạn Thảo trước khi anh, tôi nói ok, nhờ dàn trang giùm, chị đọc lại chấm tả. Trời đất ơi, nó đem về nó sửa banh chành hết và nó xác định nó là tiếng Việt của nó. Thì với cái lòng đại bi, với lòng đại bi nghĩ về cái nhân vật đó, tôi vẫn không nén được cái câu chú nguyện này. Tại sao bao nhiêu người chết mà con không chết? Ai? Thì tôi nói quý nói rõ nói chậm để cho bà con hiểu ha. Tùy vào cái căn cơ trình độ của mình mà mình có một kiểu sống thiện rất riêng, một kiểu sống ác rất riêng, và ngay trong cái chuyện là hưởng dục của mỗi người cũng không giống nhau. Và đặc biệt về trong bài giảng sáng nay, tôi đặc biệt nhấn mạnh về cái khuynh hướng tâm lý của chúng sinh thông qua cái chủ đề tỷ lệ vàng. Trong cái đám mà sống nhiều với thế giới vật chất ấy, có người họ thích sống nhiều bằng mắt, họ thích nhìn, có người thích nghe, thích ngửi, thích nếm, cái đó nó mới dẫn đến chuyện có người mê về hội họa, có người mê về âm nhạc, có người thích nước hoa dầu thơm, có người thích nấu ăn, có người thích chăn êm nệm ấm quần là áo lụa, có người thích về tình cảm nam nữ, đúng không, đúng hay không? Dạ, tôi thấy hình như đúng rồi. Có người họ cần phải sống nhiều bằng mắt, có nhiều sống nhiều bằng lỗ tai, có người sống nhiều bằng lỗ mũi, bằng lưỡi, bằng thân, có người sống nhiều bằng cái đầu. Giống như cái đầu như hôm qua tôi có post lên trên Facebook của chúng tôi, cái hình anh chàng đó, anh đi anh đẩy một cái bao bao gạo đó, mà nhớ lại cái lời của bạn bè nói, cái thằng nào mà làm việc bằng đầu óc thì tay chân nó đỡ mệt, cho nên anh lấy cái bao gạo anh để anh đầu anh, còn chiếc xe thì chiếc xe cút kích để anh đẩy, để không vậy, anh đẩy không vậy đó, chiếc xe này là xe xe đẩy em đẩy không vậy đó, rồi lấy bao gạo anh để anh đầu anh đội đi, vừa đội gạo vừa đẩy xe, bởi vì anh cứ nhớ văng vẳng cái lời nói minh triết của ai đó rằng thì là này, sống nhiều à, sống nhiều với cái đầu người ta chứ nó khỏe, nên cái giống giải gì đó là nó giống cắt hết trên đầu của nó. Thế như vậy là anh chàng anh chưa có dịp nghe qua cái bài giảng sáng nay là sống như thế nào mà để mọi thứ đều ở cái mức gọi là tỷ lệ vàng này. Ví dụ như mình gọi là phàm phu, đương nhiên cố nhiên tất nhiên và mặc nhiên chúng ta phải có phiền não, vẫn còn có phiền não rồi, nhưng mà tỷ lệ vàng là sao, là làm sao cho cái ác nó ít một tí à, còn cái ít một tí là ít nhiều thì tùy quý vị chứ làm sao bắt tôi nói giùm được, nhưng mà chắc nói vậy hiểu mà phải không à, mình biết đạo rồi làm sao cái ác nó so với cái thiện ít hơn tí phải không à, tham sân si ái mạn kiến nghiền ít hơn tí, cái thời gian mình sống với chánh kiến nó nhiều hơn tà kiến một tí, sống với hào sảng nó nhiều hơn bủn xỉn, sống với cái lòng mà bao dung nhiều hơn bung dao à, sống với sự chia sẻ nhiều hơn ganh tị này, sống với trí tuệ nhiều hơn sống với cái u mê, đấy cả vậy đó gọi là tỷ lệ vàng nha. Từ 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 à, chúng ta buông hết đi, đi xuất gia hoặc đi vào thiền viện làm hành giả thì ở mỗi hoàn cảnh như vậy thì cái tỷ lệ vàng ấy nó lại được thay đổi nha, nó được thay đổi. Nãy tôi nói rồi, ngay trong đời sống vật chất ấy, là chúng ta đã có này, đã có những cái khác biệt nhau, và từ đó cái chuẩn mực tỷ lệ vàng cũng tuyệt đối không giống nhau này. Cái quan trọng nhất của kinh Phật, cái điều kinh Phật dạy mình là cái gì, là anh sống ở cái tỷ lệ nào đi nữa anh cũng phải nhớ về phía thiện nó hơi nặng hơn tí, là bởi vì trong kinh có nói rõ ba hạng chúng sinh là thiện nhiều hơn ác, có nghĩa là cái này chắc bà con hiểu rồi, tức là cái cơ hội mà họ làm thiện nó nhiều hơn à, và cái cơ hội từ chối ác nó nhiều hơn, cái hạng này được gọi là thiện nhiều hơn ác, nhưng mà nó có cái hạng thứ hai là ác nhiều hơn thiện, có nghĩa là cái cơ hội mà làm ác thì coi như là luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng túc trực, tổng động viên tổng từ bị, nhưng mà đối với cái thiện thì thường xuyên lầm lơ hoặc từ chối, không? Đó là cái hạng này được gọi là thiện nhiều ác nhiều hơn thiện. Còn cái hạng thứ ba là cái hạng này mình thấy trong phần tử mình hơi bị nhiều nè, là thiện ác bằng nhau, có nghĩa là ai nói sao làm vậy, ai rủ bậy cũng làm theo. Ai rủ bố thí nghe pháp tu thiền không đi từ thiện không chưa đi chùa thọ giới là làm tốt không,
nhưng mà ai mà rủ rê ba cái tào lao tào bậy đó thì cũng luôn luôn có mặt em à, cái loại này Lâm Kinh nói cái chuyện này nó hơi phong thần thôi, tôi cắt bớt thì nó hơi phong thần. Thì trong rừng thì nó có thiên chúa, nó có cầu đài, nó có hòa hảo, nó có vô thần, nó có lực được đấy, thì để phát tắc thôi. Thì trong kinh mình đây là kể là thì nó có một cái loại ngạ quỷ, chuyện là nó nhiều chuyện nó ly kỳ lắm, nhưng mà thôi cái duyên mình tới đây thôi. Có cái loại ngạ quỷ nó kêu là Vemanika, nó từ cái chữ Phạn là quý man á, có nghĩa là castle, là sao cô, là lâu đài. Quý man á là lâu đài, còn mà quê mà ní cá có nghĩa là người có lâu đài, người sống trong lâu đài, người sinh trưởng tồn tại hiện hữu trong lâu đài. Đấy. Cái loại ngạ quỷ thì nó cũng tên rất là sang, đó là quê mà ní cá có nghĩa là Sato On này, Castle On, nghĩa là người sống trong lâu đài hay là người chủ lâu đài. Là vì sao? Là vì là trong kinh nói có rất là đông chúng sinh, rất đông loại chúng sinh mà thiện ác đề huề, có nghĩa là ai đủ cái gì mà hay ho nó là cực khổ tốn kém, không mất thời gian cỡ nào nó cũng làm hết, mà ai đủ cái gì mà bậy bạ tào lao đó là nó cũng làm luôn. À, cái thứ mà thiện ác đề huề này nè, thì khi mà nó chết, nếu không phải là nếu không có sự can thiệp của trọng nghiệp nha, nếu không có sự can thiệp của trọng nghiệp thiện hoặc ác, mà nó sẽ mà thì mình sẽ ra đi với cái thường nghiệp. À, thường nghiệp có nghĩa là cái gì mình làm thường ngày đó. Đấy. Thì cái loại mà thiện nhiều thì mình gọi nói là nó phần lớn mà nó đi lên, mà ác nhiều thì phần lớn nó đi xuống. Rồi còn có nó có loại mà thiện ác đề huề đó, thì đương nhiên là nó phải đi đầu thai bằng một trong hai cái tập quả thiện hay là bất thiện. Nhưng mà do cái tập khí chúng sinh cho nên khi mà nói đề huề thì có nghĩa là ác nó hơi nhỉnh hơn thiện một tí. Nhớ nha, cái đây là cái chuyện rất là quan trọng phải nhớ. Khi mà nói người đó thiện ác bằng nhau á, thì mình phải luôn luôn trừ hao là ác thường là nó nhỉnh hơn thiện một tí, tức là 41 51 49 nha, luôn luôn là 51 49, đây là cũng là tỷ lệ nữa, cũng là tỷ lệ nữa. Khi nói thiện ác bằng nhau thì mình 99% là 51 49 cho mới 50. Chuyện nó không bao giờ có chuyện mà thiện ác 50, chuyện nó ngay cả ở thánh còn không có, mà ngay cả thánh cũng tu đầu a la hán thì khỏi nói rồi, nhưng mà từ tu đầu quân tới a la hà nó cũng không có cái vụ mình 50-50, không có với 50 như a la hà mới là như tu đầu quân là coi như là 95, năm trên 95, cái thiện là 95, rồi còn cái ác mình cũng phải 5%, đó là tu đầu quân. Còn cái mà nhị quả tư đà hàm á thì là 96-97 tùy vị, không 96-97 chuyện á. Rồi tới a na hàm là 98-99 cũng tùy người, không tùy người. Còn lên a la hán là tùm hết, không có phần trăm nào ác hết, không đó. Thì phàm phu cái hạng mà thiện ác đề huề đó là mình phải hiểu lúc nào cũng là ác 51 thiện 49, thông thường là như vậy nha. Thì cái loại này nó sẽ đi đầu thai bằng cái tâm quả quan sát bất thiện đó, đi 51 mà nó sẽ đi về cái cảnh giới đó, nó sanh vào cái cảnh giới gọi là cái không phải cảnh giới mà chủng loại, nó sanh vào chủng loại gọi là quy mà đi cắt, có nghĩa là nửa sướng nửa khổ. Nó là ngạ quỷ nhưng mà nó cái chỗ ở của nó là có lâu đài, có vườn hoa, có hồ nước, có tường rào vàng son châu báu rực rỡ chói lọi lung linh lấp lánh lộng lẫy, không. Nhưng mà nửa sướng nửa khổ là sao? Tùy vào cái kiểu sống lúc bình sinh, mà trong cái đám quê mà cá này nè, nó có cái kiểu sướng khổ khác nhau. Là sao? Có đứa thì đêm sướng ngày khổ, đêm nó sống như chư thiên vậy đó, mà ban ngày á nó sống như là cái loại dưới địa ngục vậy đó. Bao nhiêu cái thứ đau khổ và đói khát lửa đốt rồi thì côn trùng rồi mãnh thú rồi đó, rồi tấn công chích đốt nó, mà những thứ côn trùng mãnh thú đó là không có thật, đều là do cái nghiệp nó hiện ra thôi. Nó đi đâu cũng bị ong rồi bị kiến rồi ruồi nhặng bu chích đốt, không, hoặc là nó bị chó xé cọp ăn tùm lum hết, mà những cái con nó đều là do nghiệp nghiệp của nó tạo ra hình ảnh, chứ không có con nào xé nó hết nha.
gọi là diều tha quả mổ đó, ban ngày đó bạn là lửa đốt hoặc diều tha quả mổ tùy đối thì khác, tự nhiên là tới trời đó, không đó. Đêm sướng ngày khổ, ngày nó như vậy, nhưng mà bằng bằng đêm bộ buông xuống nắng vừa tắt một cái là nó lên tới trời, nó sướng lắm, cũng ngay cái chỗ đó luôn, cũng ngay cái chỗ đó mà ban ngày á, là coi như là cái chỗ mà nó chịu khổ, nhưng mà ban đêm nó là chỗ nó hưởng lạc. Ừ, do cái duyên nghiệp nó khác nhau, có người thì ngày sướng đêm khổ, có người thì một tuần sướng một tuần khổ, có người thì một tháng sướng một tháng khổ, có người thì 3 tháng sướng, có người 3 tháng 3 tháng sướng 3 tháng khổ, rồi có người thì 6 tháng sướng 6 tháng khổ, có người thì 1 năm sướng 1 năm khổ. Nói chung là miễn sao trong cuộc đời của nó, ví dụ như nó sống 1.000 năm đi, thì có năm đó có 500 khổ 500 sướng, mà nó cứ chia đều ra như vậy, thì cứ chia đều ra như vậy nha. Cho nên là cái trường hợp này là có những người mà coi như là hồi nãy tôi nói, trừ ra sự can thiệp của trọng nghiệp thiện và trọng nghiệp bất thiện, trọng nghiệp có nghĩa là cái nghiệp to tát đó, không? Thì nếu mà không có sự can thiệp đó thì chúng ta sẽ ra đi bằng cái thường nghiệp, có nghĩa là cái gì mà nó thường mình thường xuyên thực hiện trong đời sống bình sinh của mình ấy, nó sẽ trở thành ra là một cái vốn liếng để mình cầm tay mình đi khi mà tắt thở, không? Thở trong râm này tôi e rằng là có lẽ không có ai mà dưới 50 rồi, tự nhiên có linh cảm nè, có linh cảm nghĩ vậy đó, trong râm này chắc không phải đâu, bởi vì thời này là thời internet mà dưới 50 thì nó bận rộn dữ lắm, nó bận rộn dữ lắm, không bận rộn dữ lắm, bởi vì thời này là Google Facebook rồi tùm lum, là dưới 50 là nó không có vô đây đâu, cái thứ mà vô đây nó là toàn phải 50. Tại sao? Là bởi vì anh thấy là lại là tỷ lệ nữa, anh thấy anh đi coi như là hơn một nửa rồi, rồi bây giờ đó là coi như cái khỏe nó ít hơn cái bệnh. Trên 50 là mình thấy vấn đề huyết áp nè, vấn đề đường nè, muốn vấn đề đường nè, vấn đề mỡ nè, không rồi cholesterol, rồi huyết áp nè, rồi tim mạch nè, thận nè, bao tử, là bây giờ là 50 trở lên là bắt đầu có tính sổ đó, không là tỷ lệ nữa. Tôi càng giảm tôi càng thấm một cái chữ hình, rồi toàn bộ đời sống chỉ là tỷ lệ. Đấy. Một cơ thể khỏe mạnh đó là mọi thứ ở tỷ lệ vàng. À, một cái cơ thể được xem là tuyệt mỹ là các chi cũng phải ở tỷ lệ vàng. Ví dụ như trong kinh nói, cái chúng sinh mà đại phước ấy, cái gọi là bệnh hoạn ở họ đó, nó chỉ gồm có 6 thứ thôi. Đó là nóng, lạnh, đói, khát và tiêu tiểu. À, ngoài 6 đề ra là toàn bộ đời sống của họ là coi như là cái phần trăm thời gian đó là không có bị bệnh gì hết. Còn cái chúng sinh mà ít phước đó, hoặc là chúng sinh có nhiều khi không phải ít phước mà nhiều khi do là cái ác nghiệp nhiều á, thì cái tỷ lệ cái phần trăm thời gian trong một ngày, trong một tháng, trong một năm đó, thời gian khỏe nó mới nhiều, không thì hầm như tôi thì dĩ nhiên trong một tháng thời gian khỏe thì nó nhiều hơn là thời gian đau à, đó là trong một tháng, nhưng mà qua tính tới năm là khác. À, ví dụ tháng ở trong tháng 1 tháng 2 ok, tháng 5 tháng 7 ok, tháng 9 tháng 10 ok, ví dụ như vậy, nhưng mà qua tính tính năm là khác. À, tính năm có cảm thể là một năm như vậy đó, thì mình một năm như vậy có thể là cái tháng mà tháng khỏe ít hơn cái tháng bệnh, mà nhớ cái đó. Cho nên là rồi tất toàn bộ những cái tim gan phèo phổi gan mạch rồi đó, là mấy cái đó là càng lớn thì cái nó đổ nợ ra. Ừ. Cho nên trong kinh nói cái người mà khỏe là cái người có cái thể lực, là chỉ là kinh nói mà tôi nói kinh nói kinh chỉnh Luân Vương nói cái người khỏe là người người khỏe là cái người mà cái thời gian mà khó chịu của cơ thể đó nó ít, nó chỉ gói gọn trong 6 cái căn bản đó là đói khát nóng lạnh và tiêu tiểu. Họ ít bệnh đến mức mà cái tiêu tiểu cũng kể là bệnh, đói khát cũng kể là bệnh ghê không? Rồi cũng trong kinh điển Lương Vương nói cái người mà người khỏe là cái người mà chỉ có 6 bệnh căn bản, còn người đẹp là người có được 6 cái chuẩn căn bản. À, nhớ cái này, cái này kinh nói mà tôi thấy hay. À, kinh nói mà tôi thấy hay. À, người khỏe là người chỉ có 6 bệnh căn bản, đói khát nóng lạnh và tiêu tiểu, còn cái người đẹp đó là người cũng có 6 cái chuẩn căn bản, đó là không, lại là tỷ lệ vàng nữa, không quá mập, không quá ốm, không quá đen, không quá trắng, không quá cao và không quá thấp, lùn sách thì xấu quá.
nhưng mà cao vời vợi như như cái nêu tết như cái tre miễu thì cũng kẹt này, cho nên cao quá thấp quá cũng kẹt, đen quá cũng kẹt, mà trắng bệt cũng kẹt, không thứ ngâm ngâm da trâu nhìn lâu thấy mê, nó kêu da bánh mật, da bánh ít, da bồ quân này, cái nhìn nó ngâm ngâm da trâu mà nhìn lâu thấy mê, có gì đó ngâm ngâm da trâu nhìn lâu thấy ghê thì rồi rồi cái đó là rồi quá mập quá ớm, còn nó mập quá nhìn nó cũng mệt, mỗi lần nhìn nó tự nhớ cái nồi 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 thịt hết cũng khó, không nhìn nó tự nhiên muốn lên máu, muốn nhìn cái mặt nó thấy cholesterol rồi, mình ốm quá mình nhìn cũng mệt, không ốm quá nó còn cái gì nữa đâu mà ham muốn, không cho nên ý, cái người cái tỷ lệ vàng tất cả tỷ lệ vàng hết à, cái người khỏe có cái thể chất tốt là sao, là cái thời gian khỏe nhiều hơn cái thời gian bệnh, còn cái nhiều hơn bao nhiêu thì tùy tùy anh khỏe bao nhiêu, còn đẹp cái nhan sắc cũng vậy, ngoại hình ngoại diện cũng vậy, cái tỷ lệ vàng, cái tỷ lệ của mắt à, cái khoảng cách của mắt của chân mày môi miệng má không, tất cả đều có tỷ lệ vàng, người ta mới đi thi hoa hậu là ta đo, nó đo từng cm là chỗ đó nha, tỷ lệ vàng đó, thì những tu hành về đời sống tâm linh y chang như vậy, tất cả đều là tỷ lệ hết. Và trong một ngày nãy giờ tôi nói từng bước à, về vật chất thì nãy đã có tỷ lệ rồi, mình xài bao nhiêu phần trăm cho mình, bao nhiêu phần trăm cho người khác, bao nhiêu phần trăm ơn nghĩa và bao nhiêu phần trăm cho công đức à, rồi chưa hết về thời gian, mình có bao nhiêu phần trăm cho tâm linh, bao nhiêu phần trăm cho đời sống vật chất, bao nhiêu phần trăm cho đời sống tình cảm, bao nhiêu phần trăm cho quan hệ xã hội, tất cả phải đều ở mức tỷ lệ vàng nha. Rồi thì đến đời sống tâm linh của người tu học, một ngày như vậy nói về giới học đó, thân nghiệp khẩu nghiệp mà bất thiện so với thân nghiệp khẩu nghiệp nghiệp mà thiện, cái nào nhiều hơn, đó là giới học. Đến học là trong một ngày như vậy, trong một giờ như vậy đó, thời gian mình sống với năm truyền cái và sống với năm chi thiện, cái nào nhiều đó, thời gian mà mình phóng tâm, thời gian mà mình tập trung tinh thần, cái nào nhiều, đó là định học. Rồi qua tới tuệ học, trong một ngày như vậy mình dành nhiều thời gian cho pháp chân đế hay là tục đế, cái nào nhiều hơn. Trong một ngày như vậy mình sống nhiều với ái mạn kiến hay là sống với chánh niệm và trí tuệ. Trong một ngày như vậy năm căn ngũ tính tánh định định tuệ đó, nó có ở tỷ lệ vàng, nó có cân bằng, nó có quân bình, có cân đối với nhau hay không. Chỉ cần mà 49-51 là chết không phải đắc, 49-51 là không đắc, tất cả phải ở mức chuẩn, chuẩn thép nha. Này thì trong bài giảng sáng nay tôi nói cái gì, tôi chỉ nhấn mạnh bà con một chữ thôi, bà con dầu có dốt tới bằng tờ đi nữa thì nhớ cái chữ tỷ lệ. Sau bài giảng này cứ nhớ cái tỷ lệ à, tiền bạc của tôi, cái chi thu của tôi nó phải ở tỷ lệ vàng. Tôi sống phải có mình, có người, có đời này, có kiếp sau. À, có cái đời này, có cái kiếp sau nữa. Người không biết đạo thì chơi lúc cán, coi như chỉ biết trước mắt thôi. Nhưng mà người biết đạo thì là phải sống có ta, có người, có đời này, kiếp sau, có tinh thần, có vật chất. Và đã có một tỷ lần tôi đã nói thế này, cái cặp mắt, cái đầu, cái tim, tim đầu và óc của người Phật tử à, mắt tim và óc của người Phật tử phải làm được những việc sau đây, phải có khả năng ở trên nhìn xuống để mà bao dung, ở dưới nhìn lên để mà học hỏi, ở trong nhìn ra để mà cảm thông chia sẻ, và ở ngoài nhìn vào để có một cái nhìn không có gọi là hạn chế, không có bị gọi là định kiến. Không, như vậy thì ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào, và cả bốn cái động tác này trong một ngày nó cũng phải ở mức tỷ lệ vàng. Mình chỉ biết ở trên nhìn xuống không, không được, mà chỉ biết ở dưới nhìn lên cả đời, chỉ biết thờ phụng người ta không, cũng không được, mà phải chia đều ra lúc nào có bao nhiêu phần trăm trong cuộc đời của mình, trong một năm, một tháng, một ngày có bao nhiêu phần trăm thời gian ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào, thì đời sống như vậy được gọi là đời sống được tổ chức trên cái tỷ lệ vàng. Các bạn nghe kịp không? Này, còn mà cứ là mình khoái làm sao mình sống như vậy thì ok,
nhưng mà tôi nói nhỏ vào tai một câu thôi, khá là sao sống vậy đó, đi hỏi mình bác sĩ coi, mà bác sĩ nghe câu nó mà không có sợ không, khoái gì ăn nấy, khoái thì sao làm vậy, không được, không được. Cái bác sĩ dược sĩ là người ta thù cái chữ mà khoái thì sao làm vậy, không hết ngọt nhưng mà cũng phải nhớ đến tiểu đường, khoái ăn mặn nhưng mà phải nhớ đến là ăn xong phải nhớ đến thận, thận mới kỵ ăn mặn, kỵ sodium này, rồi cái cholesterol kỵ dầu mỡ, mà ung thư thì nó kỵ cái đồ chiên xào nấu nướng ba cái protein mà nó cháy 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 ăn vô vô bỏ bà luôn nha. Cho nên là không thể nào mà thích sao làm vậy mà tất cả ở mức tỷ lệ, ví dụ như mình thích ăn đồ nướng ok, nhưng mà một tháng mà được ăn bao nhiêu, mà hôm nay các cái nhà mà dinh dưỡng học họ họ kỹ lắm, một tuần như vậy mình chỉ được ăn bao nhiêu trứng chứ không phải là thích là cái chơi lúng nha, một tuần như vậy anh được ăn bao nhiêu trứng thôi đấy, một ngày như vậy anh được ăn bao nhiêu cam bao nhiêu chuối thôi, tính từ tỷ lệ cái thực phẩm mà anh nạp vào đấy, và từ đó từ cái chuyện mà đút vào mồm mà trên tỷ lệ vàng thì từ đó cả cái dưỡng tố, cái nutrition trong người của anh, cả cái vitamin ấy B1, B6, B12, B40, B41 thì của anh á, nó mới ở tỷ lệ vàng. Còn ở đây mà anh chơi lúng vô, anh chơi lúng vô là coi như là anh tiểu đường tới tơi, không anh ăn mặn mà có nhiều người tôi biết họ ăn gần như là miếng cơm miếng muối, cho nên nó là không có bị tăng xong thì nó cũng chuyển qua nó phá banh cái thận luôn. Uống nước thì quá ít mà ăn mặn thì quá nhiều, cà phê dầu mỡ mà tổng vô mà nước thì không chịu uống, nước phải tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng là sao, là tôi gióp tôi chỉ nói theo cách tôi biết, trên 18 tuổi thì một ngày không thể là dưới 2 lít, tôi cho đó là tỷ lệ vàng. Còn cái chuyện trường hợp cá biệt có em anh chơi tới 3 lít 4 lít là chuyện của mấy chuyện, nhưng mà tỷ lệ vàng theo tôi thì người trưởng thành đó, một cái cơ thể trưởng thành đó là không thể nào ngày dưới 2 lít, không thể nào dưới, không. Còn cái chuyện dĩ nhiên nó hơi có cái gia giảm tùy theo cái trọng lượng mỗi người, ngoài cái trọng lượng nó còn có cái vấn đề cái nội tạng, cái gan, cái thận của mỗi người khác nhau nữa, đâu phải chuyên môn của tôi, mà tôi chỉ gợi ý thôi là không thể nào một người trưởng thành mà dưới 2 lít một ngày nó làm được đấy. Và tôi nhắc lại cái việc lại kiếm một cái chart ở trong internet, cái nó kêu là cái nutrition chart đó. Nó cho nó quy định một tuần một ngày như vậy đó, mỗi bữa ăn luôn nha, có mỗi bữa ăn đó nha, mỗi bữa ăn nè, rồi mỗi ngày nè, mỗi tuần nè, cá thịt rau cải trái cây rồi nấm, các loại nấm không, thì mình được ăn bao nhiêu phần trăm, ăn ở mức tỷ lệ vàng thì mình mới có cái sức khỏe vàng đấy, đời sống tinh thần y chang như vậy. Như vậy tôi ôm là cái gì, thời gian nè, tiền bạc nè, các hoạt động nè, tư thế sinh hoạt nè, không tất thảy đều phải ở mức tỷ lệ vàng. Về đời sống tâm linh cũng vậy, giới định tuệ ở mỗi giai đoạn đều là cần đến cái tỷ lệ vàng đấy. Rồi trong chuyện học giáo lý trong cái room này cũng vậy, giờ các vị học mấy room tôi không cần biết, ngồi học ngày thứ bảy chủ nhật thứ hai học luôn mấy cái room của mấy cha mấy thầy thầy bà trên toàn cầu online, không học ai cũng cần học không cần biết, nhưng mà chuyện quan trọng nhất là nhớ chữ tỷ lệ vàng sau bài giảng này xong, không ba chữ này lên trên người của mình, từ tinh thần đến vật chất đều cần đến tỷ lệ vàng, không? Từ nhan sắc tới sức khỏe, không từ tình cảm đến trí tuệ, không tất thảy đều là phải tỷ lệ vàng hết. Đấy. Ngay cách bây giờ tôi thề đọc là không có một lĩnh vực nào, không có một cái domain nào trong cái cuộc đời này mà không cần đến ba cái chữ tỷ lệ vàng, tôi nói không có. Thôi công việc rất là rườm rà, các vị thấy bây giờ mình nuôi một đứa bé hoặc nuôi một con chó một con mèo trong nhà mình cũng phải nuôi, mình nuôi mình dạy nó bằng tỷ lệ vàng, con mà cưng nó quá mình cứ đưng 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 đó mà đúng không 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 đó mà quên quên lo cưng lo biểu hiện tình cảm, nhưng mà quên quên cái vấn đề nghiêm khắc là con nhỏ tôi quát luôn, tôi đã gặp rồi, có nhiều đứa bé trời nó hoang đến mức mà tôi thấy ba má nó nựng nó, tôi chỉ thầm mong là họ giết nó đi để bớt khổ chúng sinh. Tôi nói nhiều câu rất là ác nhưng mà nghĩ kỹ là tôi lầm cực kỳ, bởi vì mấy đứa đó nó mà lớn đó mà nó đã nó lầy lì như vậy mà nó lớn lên nó là đại họa cho chúng sinh, các vị biết không, cho nên tôi nghĩ đứa này nó chết hay hơn nó sống. Nó nhiều người tôi họ ép tôi phải ác, nó nhiều người ép tôi phải ác nó mới vừa lòng. Thương con thương chó thương mèo tất thảy cũng đều phải tuân theo cái gọi là tỷ lệ vàng
viết chưa, nhà cửa trưng bày ghê không? Cái căn phòng, toilet, buồng ngủ, nhà bếp, phải không, tất cả đều phải được trưng dọn dọn dẹp trên cái tỷ lệ vàng. Có bao nhiêu thứ trong phòng khách chuẩn mực đó, chuẩn mực của Âu Mỹ và Nhật Bổn đấy. Trong phòng khách đó là cái không gian để trống phải là bao nhiêu, tối thiểu phải là bao nhiêu, và trên cái miếng đất ấy, cái diện tích được xây dựng đó, mà lý tưởng nhất phải là bao nhiêu phần trăm, lại là tỷ lệ vàng nữa. Chưng dọn rồi tới chuyện nấu ăn, rồi may mặc, rồi tới giày dép cũng phải vậy. Và giày dép, cái đôi giày á, có người nói với tôi đôi khi nó vừa quá nó cũng không có tốt, phải cho nó một chút xíu rộng hay là một chút xíu chặt, chút xíu, ví dụ như vậy. Chứ gọi là tỷ lệ vàng đó, tỷ lệ vàng để đôi giày nó không như mình nghĩ đâu, nó không như mình nghĩ đâu nha. Giày dép, ví dụ như dép mang trong nhà thì cho nó hơi rộng một tí, ví dụ như vậy, nó hơi rộng một tí. Áo ngủ ba cái mà pyjama trong nhà đó, cho nó hơi rộng một tí. Cái rộng hẹp của cái đồ mặc trong nhà nó phải khác với cái rộng hẹp mà đồ công sở, đồ đi làm, đồ và đi đường. Nhớ nha, này. Cái này tôi đang leo hơi xa rồi, qua cái domain quý vị rồi, nhưng mà buộc tôi phải nói thôi. Như vậy thì trong bài giảng này tôi nói một chuyện thôi, đó là lấy chữ tỷ lệ vàng, viết ba chữ này treo lên bàn thờ, lại y chang như lại Tam Bảo vậy. Vì sao? Vì Thế Tôn là một người mà mọi thứ ở ngài đều ở mức tỷ lệ vàng. Giáo pháp là gì? Giáo pháp là con đường mà dạy chúng ta nâng mọi thứ lên tỷ lệ vàng. Chư tăng là gì? Tôi nói thánh tăng ở nhà trai. Chư thánh tăng là những vị đang sống, đang tu, đang hành và đã chứng đắc trên cái tiêu chuẩn là tỷ lệ vàng. Đấy. Thánh chúng hay là phàm phu có một cuộc sống hoàn hảo hoàn chỉnh đều là tuân thủ được nguyên tắc tỷ lệ vàng. Ok, cứ mãi rồi không muốn giải nữa. Chúc các vị một ngày vui, đừng ham nghe nhiều, nghe ít mà nghe cho nó thấm. Xài được. Dạ, chúng con xin sư.